Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Vado Authentic và mình là Đoàn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu và trên tay một sản phẩm thuộc dòng đồng hồ nổi tiếng của Maurice Lecroix, đó là chiếc Icon dây thép có đường kính 42mm với màu mặt là màu than đá anthracite, kim cọc số màu đồng đỏ rất là đẹp và chắc chắn. Thiết kế của Icon thì các bạn chắc hẳn đã quá quen thuộc rồi. Trước đây thì mình cũng đã có những số review về phiên bản Icon ở mặt xanh blue và mặt màu đen. Còn bây giờ hãy cùng mình khám phá phiên bản ngày hôm nay nhé. Để xem chúng ta có gì nào. Một chiếc tác thể hiện mã của đồng hồ là AI6008SS002331-1, số seri của đồng hồ. Và đây là những thông số như là chất liệu thép không gỉ, kính sapphire, chống nước 200m, kim của đồng hồ là màu pink 4N. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Mình sẽ bóc phần siêu của mặt đồng hồ ra. Thật sự rất là ấn tượng phải không nào các bạn? Một thiết kế khỏe khoắn nam tính. Thật ra thì cũng giống phiên bản mặt xanh blue hay mặt màu đen mà mình đã giới thiệu trước đây. Thiết kế của chiếc Icon này thì cũng không có gì thay đổi cả, chỉ khác là màu mặt cũng như là kim cọc số thôi. Thực sự là cái việc kết hợp những cái màu này rất là độc đáo và lạ mắt. Mặt của đồng hồ được làm bằng kính sapphire nguyên khối có độ cứng và chống chảy xước cao. Đường kính mặt là 42mm, thiết kế họa tiết Couloche Cloud Paris ấn tượng và nổi bật trên nền mặt màu than đá anthracite độc đáo. Mặt kính được phủ chống lóa cả trong và ngoài, giúp cho tấu kính của đồng hồ trong suốt, các chi tiết của mặt đồng hồ có chiều sâu hơn và với cái điều kiện ánh sáng gắt thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng quan sát được ngày và giờ. Với lớp phủ AR này thì khi chúng ta di chuyển mặt đồng hồ hay dưới những góc ánh sáng khác nhau sẽ cho ra những hiệu ứng về thị giác cực kỳ là bắt mắt. Các bạn có thể thấy cái sự phản chiếu ánh sáng màu xanh rất là thu hút phải không nào? Ở góc 12 giờ của đồng hồ là logo và tên thương hiệu Maurice Lecroix. Cửa sổ lịch ngày được đặt ở góc 3 giờ và góc 6 giờ là tên bộ máy automatic chuẩn Squidmate. Nền của cửa sổ lịch ngày được thiết kế tông màu trắng, cực kỳ là nổi bật. Các cọc số vạch được bố trí đan xen giữa các cọc đôi ở vị trí 3, 6, 9 và 12 giờ là các cọc đơn được làm vát góc cạnh cực kỳ là bắt sáng. Kim của đồng hồ và các cọc vạch đều được làm bằng thép không gỉ, thiết kế thanh mảnh và phủ dạ quang rất là nhạy sáng, giúp cho người đeo dễ dàng xem giờ trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt bộ kim, cọc số và khung của cửa sổ lịch ngày được mạ màu đồng đỏ, pink 4N rất là ấn tượng. Các bộ phận của mặt đồng hồ được thiết kế rất là hài hòa, cân đối, các chi tiết tinh tế và có độ hoàn thiện cao, rất là sắc nét, mang tới sự hiện đại, trẻ trung và nam tính. Khung vỏ của đồng hồ được làm bằng thép không gỉ, hoàn thiện với phay xước được đánh tỉ mỉ. Phần viền bezel thiết kế hai tầng riêng biệt, tầng trên thì được làm 6 chấu kép nổi khối ở các vị trí cọc số chẵn 10, 20 cho đến 60 được đánh bóng, tạo những phản chiếu ánh sáng cực kỳ là đẹp mắt, đồng thời mang lại cho chiếc đồng hồ một tổng thể rất là chắc chắn với dáng vẻ thể thao, sang trọng và khỏe khoắn. Bộ dây thép đặc với 5 chỉ được đánh phay xước, cực kỳ là bắt sáng và ôm tay. Chúng ta có thể thấy độ hoàn thiện và sự kỳ công trong chế tác. Bộ dây này thì mình đã từng rất nhiều lần khen rồi, và đến bây giờ thì mình vẫn bảo lưu ý kiến này. Đây là bộ dây đẹp nhất trong các mẫu đồng hồ dây thép thể thao cùng phân khúc. Thực sự thì những hiệu ứng phản chiếu ánh sáng rất là dễ làm cho người ta phải siêu lòng. Khóa của đồng hồ là khóa bướm gập đôi có nút bấm. Nắp đáy được làm bằng thép không gỉ, khác các thông số như là thép không gỉ, kính sapphire, xuất xứ Thụy Sĩ, chống nước 200m, và series của đồng hồ. Bộ máy được trang bị là bộ máy ML115 với 26 chân kính, hoạt động ở tần số dao động là 28.800 nhịp trên giờ và thời gian dự trữ năng lượng là 38 tiếng. Tất cả các chi tiết của bộ máy thì đều được đánh vân rất là đẹp và có độ hoàn thiện cao. Đặc biệt là hệ thống các vân sọc và vân chảy tia sunburst trên củ văng tạo những hiệu ứng thị giác về ánh sáng cực kỳ là đã mắt. Toàn bộ chuyển động cơ học của bộ máy đều được làm lộ dưới lớp kính sapphire trong suốt. Bộ dây của đồng hồ cũng có chốt thay dây nhanh. Tổng quan lại thì chiếc Maurice Lecroix Icon này có thiết kế cực kỳ là thu hút, khỏe khoắn, nam tính và rất hiện đại, với màu mặt và kim cọc số rất là độc đáo, ấn tượng, độ hoàn thiện và chế tác ở mức cao. Mình sẽ lên tay chiếc Icon này, cổ tay của mình là 15.2mm. Chiếc đồng hồ này mình nghĩ là sẽ phù hợp nhất cho các bạn có cổ tay từ 16.5 trở lên hoặc 16 chấm nhưng mà cổ tay các bạn tròn. Hiện sản phẩm đang được hãng niêm yết với mức giá là 1.800 franc Thụy Sĩ. Bên mình săn sale được mức giá tốt hơn nhiều,
chỉ hơn 30 triệu đồng tại thời điểm hiện tại. Nếu quan tâm mẫu đồng hồ này, các bạn vui lòng để lại bình luận ở cuối video hoặc liên hệ bên mình theo thông tin ở phần mô tả để được tư vấn cụ thể. Vado Authentic cam kết hàng chính hãng, bảo hành 2 năm, hỗ trợ thẩm định và sửa chữa trọn đời sản phẩm, free ship toàn quốc, nhận trả góp qua thẻ tín dụng. Vado Authentic cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ ấn theo dõi kênh để ủng hộ bên mình và nhận thêm nhiều video về đồng hồ nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số review tiếp theo. Xin chào.